Nào. Xin chào tất cả các bạn. Chào Di, chào các bạn thế nào. Hôm nay bạn Di sẽ thực hiện kỹ năng trượt ba tanh nha. Này các bạn, Di sẽ trượt ba tanh nào. Ok. Đây là ngày thứ hai trượt ba tanh của bạn nha. Này có khi Jin phải mở lớp đào tạo kỹ năng trượt ba tanh cho các bạn nhỏ nhỉ. Ồ, nhanh thế. Nghỉ gì á? Mình được có chưa đầy một phút. À, đấy là lưu ý khi trượt ba tanh ấy đúng không? Tức là bao giờ người cũng phải hơi hướng về phía trước đúng không? À, rồi. Thế sao hôm nay bạn này không đội mũ bảo hiểm? Thế hả? Thế mới đầu trượt ba tanh thì là phải chú ý những gì nào? Chú ý tập đứng à? À, tập đứng à? Thế mới đầu bạn tập đứng như thế nào? Tập đứng. Nhưng bây giờ đứng chữ A như thế này. Nhưng mà bây giờ mình không cần đứng chữ A. Cứ trượt như thế này là trượt được đơn giản. Rồi, thế bạn thực hiện như nào? Bạn thực hiện đi xem nào. Dạ vâng ạ. Đằng sau có ngã trước. Nhưng mà phải bảo vệ cái đằng sau. Ừ, ok. Đập vào gáy. Đập vào sắp nhọn. Đập vào gáy và đập vào cái kia mà đập vào gáy thì nguy hiểm. Ok. Mình hôm trước mình còn chưa dám đập mà mẹ mình cứ bảo mình đập hai mẹ con úp nhau. Hai mẹ con úp nhau nhá. Đây. Không cần có bảo vệ ở mũ. Bây giờ mình biết đi thì mình cứ như thế này. Không ngã đằng trước mình cũng chả cần bảo hộ nữa. Bạn biết những cái động tác nào trượt thì bạn trượt đi xem nào. Ủa, đi hẳn một chân rồi à? Thật sự à? Vừa biết đi mà đã biết đi một chân rồi à? Ừ. Nhưng mà bây giờ thì mình biết đi một chân một tí. Thôi giờ mình dừng lại khỏi nhá rất mặt thì thôi rồi. Bao giờ lớn thì mới đi được. Mình sẽ cho các bạn xem mình đi một chân nhá. Đâu? Đây. Nó lớn thì lên trên kia các bạn cứ nhìn mình cứ đi một chân. Bao giờ đi lên Đà Lạt thì có cô lấy chị bảo an chơi. Thì hai đôi giày trượt ba tanh chứ. Mấy hôm nữa các bạn cùng tầng cũng đang tụ tập để trượt ba tanh đấy. Bạn trượt giỏi đi để còn về còn trượt cho các bạn ở tầng nha. Các bạn ở tầng ai cũng biết trượt rồi đấy. Bao giờ mình lên kia mình cứ trượt vèo vèo giống như thế này. Không cần phải 100 mà mình có thể nhảy luôn. Nhảy xoay vòng tròn luôn. Chống mặt đây bạn ạ. Đây là clip. Nếu có
Ok. Nào thế bạn trượt đi, bạn thể hiện các cái kỹ thuật bạn trượt đi. Trong cái dịp Covid này nên là các bạn nhỏ đều được về quê hết. Về quê thì sân nhà được rộng rãi nên là các bạn ấy được thể hiện nhiều cái kỹ năng và trò chơi nó rộng rãi hơn. Bạn có ngoài trượt này thì bạn có kết hợp vừa múa vừa trượt được không? Có chứ. Thì bạn thể hiện đi. Không, bây giờ bạn biểu bạn phải biểu diễn đi thì cái clip này nhiều bạn mới xem này. Này cho các bé tập trượt ba tanh sớm cũng rất là tốt các bạn ạ. Các bạn ấy có thể vui chơi và được thoải mái thể hiện cái cá tính của mình. Hai nữa là khi còn nhỏ thế này ấy, thì các bạn ấy cái xương của các bạn ấy nó, kể cả cái việc ngã của các bạn ấy nó rất là dễ để tập. Chứ khi mà các bạn lớn quá rồi thì các bạn sẽ ngại, khi ngã các bạn sẽ rất là ngại tập, nhưng các bạn nhỏ này các bạn tập rất là nhanh, có khi chỉ mất khoảng độ 2 tiếng gì đó là các bạn ấy đã đứng được rồi. Và đó là những bạn nhanh, bạn nào chậm thì chắc là mất khoảng độ 6-7 tiếng là các bạn ấy sẽ đứng được. Và đứng được, từ lúc đứng được cho đến lúc đi thì nó cũng rất là nhanh. Các bạn nên cho các bé tập sớm một chút. Tầm 4 tuổi là các bạn cho tập là hợp lý rồi. Bạn ơi, bạn không trượt nữa hả?
Ôi, nào rồi. Nào, nào, nào. Đó. Xin chào các bạn nhé. Hẹn lại cái video tiếp theo của mình nhé. Con chào các bạn đi.